Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão Yagi. Tỉnh đã huy động gần 2.700 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ứng trực. Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương bị ngập cục bộ, nước lũ trên sông đang lên cao. Từ 9 giờ 15 phút sáng nay đã xảy ra tình trạng công trình thủy lợi Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên gây ngập lụt một số khu vực. Do mưa, phần đập nước của công trình thủy lợi Hà Thanh bị dở khoảng 50 m, nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân. Hiện nước đã bắt đầu rút dần, không có thiệt hại về người. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi an toàn. Công trình này không phải là hồ chứa, chỉ là đập dân trên sông nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nay nước đang rút dần. Đặc biệt, dù Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão Yagi, nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quyết định nhường lại 100 tỷ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Lãnh đạo tỉnh này cho biết đây cũng là trách nhiệm của tỉnh, chia sẻ khó khăn với ngân sách trung ương, chia sẻ với các địa phương khác khó khăn hơn Quảng Ninh, cũng đang phải chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa.